Kính chào quý vị khán giả đang đến với chào ngày mới sáng thứ năm ngày mùng 6 tháng 4 của STV. Trong chương trình sáng nay, chúng tôi sẽ phản ánh với quý vị về công tác khắc phục các điểm đen, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 6 địa phận tỉnh Sơn La. Góc cuộc sống cuối chương trình sẽ phản ánh về hoạt động ngoại khóa bổ ích giúp học sinh củng cố, nâng cao kiến thức và đặc biệt là thêm hứng thú với bộ môn tiếng Anh. Trước hết, mời quý vị cùng đến với phần tin tức. Tài nguyên biển và hải đảo được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả, công bằng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại và hợp tác quốc tế, ô nhiễm môi trường biển được ngăn ngừa, kiểm soát, giảm thiểu đáng kể, đa dạng sinh học biển, ven biển và hải đảo được bảo vệ, duy trì và phục hồi là mục tiêu của chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 Tài nguyên biển và hải đảo được khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả để phát triển nhanh và bền vững các ngành kinh tế biển và khu vực ven biển, nhất là các lĩnh vực kinh tế biển chủ lực. Ô nhiễm môi trường biển được kiểm soát, ngăn ngừa và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm từ đất liền và trên biển. Các vấn đề về ô nhiễm xuyên biên giới, sự cố môi trường biển, ô nhiễm rác thải nhựa đại dương được quan trắc, kiểm soát và quản lý hiệu quả. Đến năm 2030 ở các đô thị ven biển, 100% chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường, 100% khu kinh tế, khu công nghiệp và khu đô thị ven biển được quy hoạch xây dựng theo hướng bền vững, quản lý và bảo vệ tốt các hệ sinh thái biển ven biển và hải đảo, tăng diện tích các khu bảo tồn biển, khu vực biển ven biển được bảo tồn đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa biển được bảo tồn và phát huy, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dân hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Theo báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm nay ước đạt 11,19 tỷ đô la Mỹ, giảm 14,4% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu nhóm nông sản đạt 5,73 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8%, lâm sản đạt 3,11 tỷ đô la Mỹ, giảm 28,3%, thủy sản đạt 1,79 tỷ đô la Mỹ, giảm 29%, chăn nuôi đạt 115 triệu đô la Mỹ, tăng 46,5%. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản giảm, thặng dư thương mại giảm so với cùng kỳ, nguyên nhân do kinh tế toàn cầu năm 2023 dự báo tăng trưởng chậm lại, ảnh hưởng từ xung đột quân sự Nga-Ukraine, tình trạng lạm phát cao tại một số nước trên thế giới, đã làm giảm nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu nhập khẩu. Bên cạnh đó, do sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, nhiều nước tái xuất khẩu nông sản và tăng cung trên thị trường trong khi ở trong nước nhiều doanh nghiệp chưa ký được đơn hàng xuất khẩu mới năm 2023, thời gian tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường, tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh và biến động thị trường trong nước và thế giới, phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện mục tiêu đến năm 2025 diện tích cây ăn quả của tỉnh đạt 104.820 ha, sản lượng 596.530 tấn. Năm 2030 diện tích 133.000 ha, sản lượng đạt 1,1 triệu tấn. Hiện nay tỉnh Sơ La đã tập trung chỉ đạo các huyện, thành phố phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển cây ăn quả theo quy mô tập trung, an toàn, bền vững, hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học thông qua liên kết sản xuất các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với hộ dân, nhân rộng các mô hình trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tích cực thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết sản xuất cây ăn quả từ xây dựng vùng trồng đến chế biến tiêu thụ sản phẩm. Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế du lịch được huyện Mộc Châu xác định là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển du lịch theo hướng hiệu quả bền vững. Hiện huyện Mộc Châu có 7 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã được công nhận, đó là lễ hội hết trá và xòe thái của dân tộc Thái, lễ cấp sắc và nghi lễ truyền thống trong đám cưới của dân tộc Giao, nghi lễ cúng dòng họ, múa khen và theo hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Mông. Hàng năm huyện còn tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu vào dịp mùng 2 tháng 9 với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, góp phần giữ gìn bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với đó, toàn huyện có 184 đội văn nghệ quần chúng tại các tổ bản tiểu khu thường xuyên duy trì hoạt động, tham gia biểu diễn, giao lưu, liên hoan, hội thi, hội diễn là môi trường tốt để bảo tồn những gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Những nét văn hóa đặc trưng riêng biệt của các dân tộc đã tạo tiền đề quan trọng để Mộc Châu phát triển du lịch cộng đồng, góp phần tạo điểm nhấn, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thu hút du khách đến với Mộc Châu. Trong tháng 3 tháng thanh niên vừa qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng chủ đề năm nay tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, cùng các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh đã thành lập 39 đội hình tình nguyện gia quân hướng dẫn cho trên 5.000 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, hướng dẫn đăng ký tài khoản VNeID và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công ra mắt 62 công trình số hóa do thanh niên triển khai. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 600 hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khánh thành 104 công trình thanh niên tổng trị giá 3,2 tỷ đồng, sửa chữa nâng cấp 64 km đường giao thông, tặng trên 1.000 học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.000 lượt nhân dân. Các hoạt động sôi nổi có ý nghĩa thiết thực trong tháng thanh niên tiếp tục thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh, công hiến tham gia thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Trong 3 tháng đầu năm 2023, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La đã khám bệnh cho gần 269.900 lượt người, điều trị nội trú cho trên 43.630 bệnh nhân, điều trị ngoại trú trên 152.360 bệnh nhân, chuyển tuyến cho trên 23.060 lượt bệnh nhân. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh nói chung, dịch COVID-19 nói riêng vẫn được ngành y tế Sơn La quan tâm triển khai. Kết quả, triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh. Đối tượng trên 18 tuổi tiêm được trên 2.670.680 mũi. Đối tượng từ 12 đến 17 tuổi tiêm được trên 408.050 mũi. Đối tượng năm đến dưới 12 tuổi được tiêm trên 362.960 mũi. Trong 3 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh ghi nhận giải rác một số ca mắc COVID-19. Tất cả các ca đều được chữa khỏi, không có trường hợp nào tử vong. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin, bây giờ sẽ là câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị, hiện nay tuyến quốc lộ 6 đi qua địa bàn tỉnh Sơn La từ huyện Văn Hồ đến huyện Thuận Châu vẫn còn nhiều điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông Trước thực trạng đó, Cục Đường Bộ Việt Nam đang đẩy nhanh tiến độ thi công khắc phục các điểm đen, góp phần đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Phản ánh của phóng viên Lưu Hải Quốc lộ 6 từ km 153 đến km 366 250 đi qua địa phận tỉnh Sơn La với chiều dài 213,25 km. Dọc trên tuyến có nhiều cung đường đèo dốc quanh co, địa hình hiểm trở, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện tham gia giao thông. Để giảm thiểu tai nạn giao thông trên đoạn đường này, những năm qua, mặc dù thường xuyên được đầu tư cải tạo, nâng cấp, nhưng do thời tiết khắc nghiệt, địa hình dốc cao, nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông thảm khốc từ những đoạn tuyến đèo dốc, khúc cua luôn hiến hữu. Trong điều kiện nguồn vốn còn gặp nhiều khó khăn, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã có các cuộc làm việc với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải để ưu tiên nguồn vốn cho việc xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 6, đã nhận được những ý kiến tích cực của người dân trong năm 2022 và 2023 này thì về phía đơn vị quản lý đường bộ cũng đã đề xuất cấp trên xử lý được bốn vị trí điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông và trong cái thời gian tới thì cũng sẽ tiếp tục triển khai bốn vị trí nữa tại km 213-214 thuộc cung giao thông tà làng tú nang yên châu và km 223-224 với địa hình đồi núi có độ dốc lớn bán kính đường cong nhỏ hẹp đường đèo dốc quanh co địa hình hiểm trở phương tiện xe tải xe khách mỗi khi đi qua tuyến đường này thường phải già phanh liên tục rất có thể bị mất phanh do quá nhiệt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại gói thầu xử lý vị trí điểm đen tai nạn giao thông km 223 800 đến km 224 do nhà thầu công ty quản lý và sửa chữa xây dựng công trình giao thông 236 Hà Nội đảm nhận thi công. Sự kiến công trình sẽ bàn giao đưa vào sử dụng trong cuối tháng 4 năm 2023. Công ty đã huy động uh, thiết bị máy móc nhân lực tập trung để triển khai thi công để đáp ứng hoàn thành cái tiến độ và chất lượng của chủ đầu tư đề ra. Quá trình thi công các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 6, đoạn từ Mộc Châu đến huyện Yên Châu, văn phòng quản lý đường bộ 1.1, khu quản lý đường bộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên phối hợp với tư vấn giám sát, nhà thầu kiểm tra, giám sát chất lượng công trình. Giám sát gói thầu này từ, từ, từ tất cả các nguyên vật liệu đầu vào, từ khi bắt đầu trình nguyên vật liệu đầu vào cho đến bây giờ thời điểm tại hiện tại, là tôi đã kiểm tra rất là chặt chẽ về vấn đề chất lượng cũng như kỹ thuật thi công của đơn vị. Với quyết tâm xử lý các điểm đen có nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận tỉnh Sơn La, Văn phòng Quản lý Đường bộ 1.1, Khu Quản lý Đường bộ 1, Cục Đường bộ Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chỉ đạo các nhà thầu triển khai thi công đảm bảo theo đúng tiến độ của dự án đề ra, sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng nhằm giúp cho người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông được an toàn. Việc xử lý điểm đen trên quốc lộ 6 sẽ được phản ánh chi tiết hơn trong chuyên mục An toàn giao thông, hạnh phúc của mọi nhà phát sóng vào 20 giờ 35 phút tối nay trên kênh STV. Khép lại câu chuyện ngày mới, mời quý vị tiếp tục chương trình với mục Góc cuộc sống. Thưa quý vị, để giúp học sinh có cơ hội trao dồi kiến thức và nâng cao khả năng tiếng Anh của mình, các hoạt động ngoại khóa bổ ích đã được tổ chức sau đây là một hoạt động như vậy vừa được trường tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Sơn La phối hợp cùng hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu tổ chức giúp các em có trải nghiệm mới mẻ và thêm yêu thích môn học này. Chương trình ngoại khóa Dung Trung Vàng lấy ý tưởng từ chương trình Dung Trung Vàng của VTV3. 100 thí sinh được lựa chọn từ các khối học trong trường sẽ cùng nhau thể hiện khả năng tư duy và các kiến thức về văn hóa, lịch sử, tự nhiên xã hội để chinh phục vòng nguyệt quế. Tuy nhiên, điều khác biệt là các em sẽ nhận và trả lời câu hỏi hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tình bước vào cuộc thi với tinh thần hào hứng, tự tin và khát khao chiến thắng. Lần lượt các câu hỏi theo cấp độ từ dễ đến khó được đưa ra với nội dung phong phú đa dạng. Đa phần các câu hỏi đều xoay quanh kiến thức tiếng Anh mà các em đã được học. Hôm nay con rất vui vì đã đạt được top 2 và con cũng chẳng không ngờ đấy là mình đạt được mức như thế này và con hứa sẽ cố gắng học tập để có thêm nhiều giải thưởng như thế này nữa. Trong vòng 5 đến 10 giây, khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi, các thí sinh phải nhanh chóng đưa ra đáp án của mình bằng cách viết câu trả lời vào bảng và dơ cao. Bạn nào trả lời sai sẽ phải rời khỏi sàn thi đấu. Trải qua hơn một nửa thời gian thi đấu, khi số thí sinh trên sàn không còn được nhiều thì chính là lúc cần đến sự cứu trợ. Trò chơi lấy sticker với sự tham gia của các giáo viên, nhà trường cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã giúp 100% thí sinh bị loại đều được quay trở lại sàn đấu với sân chơi của Ocean Edu này thì được tổ chức ở tại nhà trường với cái hình thức là dung chung vàng để lựa chọn ra các em trong 100 em của ba khối lớp đó thì là để để giúp các em có cái khả năng về cái cách nghe và nói và cái khả năng giao tiếp về tiếng Anh và từ đó là tạo được một cái sân chơi từ giúp các em có những cái kiến thức tiếng Anh và tự tin giao tiếp và được hòa mình với cái hoạt động này. Khi trên sàn thi đấu chỉ còn 3 thí sinh cuối cùng thì không khí thực sự trở nên vô cùng căng thẳng. Tất cả khán giả cùng theo dõi ba ứng cử viên của ngôi vị cao nhất và hồi hộp chờ đợi xem bạn nào sẽ xuất sắc dung được chung vàng. Hello everyone, I'm Đức Chí. Con hôm nay đạt được giải quán quân, con rất vui. Con hứa sẽ chăm học và cố gắng hơn để đạt được rất nhiều giải thưởng khác. Cuộc thi Dung Trung Vàng tiếng Anh đã tạo một sân chơi trí tuệ, bổ ích và lý thú. Trên tinh thần học mà chơi, chơi mà học, giúp các em yêu thích bộ môn tiếng Anh có cơ hội thử sức và đánh giá năng lực, từ đó tiếp tục vấn đấu rèn luyện để hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của bản thân. Tới đây, thời lượng dành cho chào ngày mới sáng nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.